Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thường Xuân, 1.883 hộ dân bị cô lập do mưa lũ. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân, đợt mưa lớn dài ngày đã gây tình trạng ngập úng làm thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, hệ thống giao thông và cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện. Trong đó, hộ ông Vi Văn Pả, 4 khẩu, thôn Hún Thượng, xã Luận Khê phải di rời đến nơi an toàn và 1.883 hộ dân với 8.248 nhân khẩu của hai xã Tân Thành, Luận Khê bị cô lập. Nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân hai xã Luận Khê, Tân Thành cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực bị ngập để chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân thực hiện các biện pháp ứng phó. Đến sáng nay, nước trên hệ thống sông, suối đã rút, các công trình đập tràn về hệ thống giao thông đã được chính quyền địa phương và ngành chức năng quan tâm khắc phục. Hộ ông Vi Văn Pả đã có thể quay về nhà ở tại thôn Hún Thượng. Đối với 1.883 hộ dân bị cô lập, tuy việc di chuyển giao lưu chưa thuận lợi, song Ủy ban Nhân dân các xã luôn bám nắm tình hình để hỗ trợ nhu cầu khắc phục khó khăn của người dân kịp thời, ổn định nên cuộc sống nhân dân được bảo đảm. Hiện tại, để ổn định cuộc sống cho nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân chỉ đạo các xã Luận Khê, Tân Thành thống kê chính xác thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ và kêu gọi người dân làm tốt công tác xử lý môi trường sau mưa lũ. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân huyện giao các xã chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là các điểm giao thông bị sạt lở, huy động nhân dân thu hoạch giúp các hộ gia đình có diện tích lúa bị ngập lụt chưa ảnh hưởng năng suất để đảm bảo ổn định cuộc sống sớm nhất. Sạt lở núi ở Tân Kỳ, đất đá lao xuyên vách tường nhà dân. Sau mưa lũ mới đây, tại địa bàn huyện Tân Kỳ đã xảy ra một số điểm sạt lở núi nghiêm trọng ở thị trấn Tân Kỳ và xã Kỳ Sơn. Huyện đã khẩn trương di rời các hộ dân đến nơi an toàn. Điểm sạt lở núi nghiêm trọng tại khối 1 thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ làm cây cối cột điện đổ ngã đè vào nhà dân. Đất đá lăn xuống nhà dân tại khối 1 thị trấn Tân Kỳ với khối lượng lớn, phá cả vách tôn tràn vào nhà dân. Đất đá từ trên núi ập xuống vùi lấp khu vực phòng ngủ, may mắn không có ai ở nhà. Đất đá vùi lấp cả máy điều hòa nhiệt độ. Ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Kỳ cho biết, vụ sạt lở núi làm đổ cây cối và hai cột điện, có 9 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 3 hộ bị đất đá làm hư hỏng nặng. May mắn không thiệt hại về người. Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Kỳ đã huy động lực lượng di rời kịp thời 9 hộ dân, 35 nhân khẩu đến nơi an toàn. Có rất nhiều tảng đất đá lớn từ 1 đến 2 mét khối lao xuyên qua vách tôn nhà dân. Ông Nguyễn Văn Thanh, trưởng phòng tài nguyên huyện Tân Kỳ cho biết, sau mưa lũ, địa bàn huyện Tân Kỳ hiện có 5 điểm sạt lở núi, trong đó có 2 điểm ở thị trấn Tân Kỳ, 3 điểm ở xã Kỳ Sơn. Đối với 2 điểm sạt lở núi nghiêm trọng ở thị trấn Tân Kỳ, huyện đang làm văn bản để xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh có phương án hót đất sạt lở, làm các bậc ta luy để chống sạt lở núi, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Nông Cống tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Do hoàn lưu của cơn bão số 4, bão Noru gây mưa lớn, kết hợp với xả lũ gây ra, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Nông Cống chịu ảnh hưởng nặng nề. Người dân cũng như các cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền huyện Nông Cống đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Tính đến 15 giờ 30 phút ngày hôm qua, huyện Nông Cống có 147 hộ dân bị ngập, trong đó xã Tân Phúc 1, xã Tân Khang 9 hộ, xã Trung Chính 46 hộ, xã Trung Thành 11 hộ, xã Tế Nông 7 hộ, xã Minh Nghĩa 16 hộ, xã Vạn Thiện 7 hộ, xã Thăng Bình 35 hộ, xã Trường Trung 3 hộ, xã Trường Sơn 3 hộ, thị trấn Nông Cống 9 hộ. 30 hộ di rời đến nơi an toàn, trong đó 11 hộ thôn Lương Mộng, xã Trung Thành, 7 hộ xã Vạn Thiện, 10 hộ thôn Hồng Sơn, xã Trung Thành, 2 hộ thôn Mỹ Giang, 2 hộ thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung. Mưa lũ cũng làm ngập úng 61 ha lúa, 186,37 ha rau màu, 138,8 ha ao nuôi thủy sản bị ngập tràn, 24 mét kênh mương xã Thăng Thọ bị lún, gãy, đổ. Để kịp thời ứng phó với mưa lớn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã họp triển khai phương án sơ tán dân và tổ chức các đoàn xuống cơ sở để kiểm tra nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn, xả lũ hồ Yên Mỹ và hồ Sông Mực. Đồng thời phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện trực tiếp bám sát cơ sở chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn xả lũ gây ra trên địa bàn huyện, chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 giờ thực hiện nghiêm việc tuần tra canh gác đê. Ngay khi nước rút, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống đã chỉ đạo lực lượng dân phòng, các hội đoàn thể trực tiếp xuống từng hộ động viên bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống, phối hợp cùng với các thôn, làng và nhân dân tiến hành khắc phục hậu quả, huy động lực lượng thu hoạch lúa cho dân, dọn dẹp rác thải, phát quang các bụi rậm, chặt và dọn cây đổ ngã, dọn dẹp bùn đất ứ đọng, tu sửa lại nhà cửa bị hư hỏng, tiến hành tiêu độc khử trùng nguồn nước để sinh hoạt, cùng với đó tiếp tục kiểm tra, thống kê những thiệt hại về tài sản của nhân dân, ấm lòng người dân giữa vùng tâm lũ. Hôm nay, nhiều tổ chức cá nhân đã trực tiếp đưa hàng cứu trợ đến người dân bị lũ quét ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An nhưng gặp khó khăn do bùn ngập sâu và nước chảy xiết. Ngày thứ hai sau trận lũ quét lũ ống tại huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, có nhiều đoàn từ thiện của các tổ chức cá nhân đã đưa hàng cứu trợ lên giúp bà con bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thời điểm này, mặc dù mực nước đã rút bớt nhưng trên các tuyến đường ở trung tâm thị trấn Mường Xén vẫn ngổn ngang đất đá và cây cối, mọi phương tiện chưa thể đi lại được. Ngoài ra, tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn cũng đang bị chia cắt do sạt lở nhiều. Vì vậy, xe cứu trợ phải dừng phía ngoài, cách vùng lũ khoảng 1 km, sau đó mọi người thay nhau bốc hàng vào. Do lối vào trung tâm lũ quét của hai bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ còn phải lội nước, bùn lầy khá nguy hiểm nên đoàn cứu trợ chỉ có thể mang mỗi 11 túi hàng nhỏ. Bùn ngập bàn chân kèm theo đất đá, cành cây gãy vụn nên hành trình chuyển đồ cứu trợ rất vất vả và tiềm ẩn nguy hiểm. Rất may có các lực lượng công an, bộ đội, dân quân và đoàn viên thanh niên hỗ trợ đưa hàng hóa vào cho người dân bị thiệt hại. Hàng hóa cứu trợ được tập kết tại khu vực nước đã rút, sau đó tiến hành phân phát cho những người bị thiệt hại theo thống kê của chính quyền địa phương. Bản Sơn Hà vẫn đang có đoạn nước chảy xiết nguy hiểm nên cơ quan chức năng phải dựng cầu tạm để bước qua, nỗ lực vận chuyển hàng cứu trợ đến tận nơi cho bà con. Bà Vi Thị Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, các đoàn cứu trợ bắt đầu tiếp cận với người dân vùng lũ, tuy nhiên chỉ mới có 5 đoàn tới liên hệ với huyện, còn những đơn vị khác thì chủ động đưa thẳng vào cho người dân. Trước mắt bà con cần những mặt hàng ăn liền và nước uống, sau đó là gạo và lương thực, thực phẩm khác. Mọi ủng hộ của cá nhân, tập thể đều vô cùng ý nghĩa bởi trận lũ quét đã khiến cho cuộc sống người dân bị đảo lộn, nhiều tài sản bị mất, thiệt hại vô cùng nặng nề, bà Quyên nói. Ngày hôm nay, gần 100 cán bộ chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4, Quân khu 4 và Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được huy động để khẩn trương xử lý sạt lở đầu nguồn để sớm cấp nước sinh hoạt cho người dân Kỳ Sơn, Nghệ An sau trận lũ quét kinh hoàng. Khu vực đầu nguồn của trạm cấp nước Kỳ Sơn nằm trên đỉnh núi Pù Nghiêng của bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Nơi đây cũng là đầu nguồn của dòng thác Tạc Ảng. Sau đợt lũ vừa qua, địa điểm này đã bị sạt lở nặng nề, hàng trăm mét khối đất vùi lấp toàn bộ khu đầu nguồn của trạm cấp nước Kỳ Sơn, khiến khu vực thị trấn Mường Xén mất nước sinh hoạt từ ngày lũ tràn về. Hôm nay, gần 100 cán bộ chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4, Quân khu 4 và Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được huy động để khẩn trương xử lý sạt lở đầu nguồn để sớm cấp nước sinh hoạt cho người dân Kỳ Sơn. Do quãng đường di chuyển xa và khó đi nên lực lượng làm việc tại chỗ được cung ứng lương thực, nước uống để có thể làm việc trong suốt cả ngày. Với sự hỗ trợ của các lực lượng, dự kiến đơn vị sẽ cấp nước cho người dân khu vực Mường Xén vào ngày mai. Các cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 khẩn trương xử lý sạt lở đầu nguồn để sớm cấp nước sinh hoạt cho người dân Kỳ Sơn. Một số điểm đầu nguồn xuất hiện sạt lở, đường ống dẫn nước bị hư hỏng, nhiều đoạn trên đỉnh núi Pù Nghiêng vừa bị nứt nẻ thành vệt dài, nguy cơ sạt lở núi cao. Sau khi khắc phục sau điểm sạt lở đầu nguồn, đơn vị sẽ tiến hành cấp nước cho bà con thị trấn Mường Xén. Thế nhưng nỗi lo ngại lớn nhất đó là hệ thống đồng hồ và đường ống trong khu dân cư hư hỏng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cấp nước đến bà con. Sắc xanh giữa vùng tâm lũ Nghệ An, những ngày lũ bao trùm huyện Quỳnh Lưu hay huyện Dẻo Cao, Kỳ Sơn không khó để bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an Nghệ An ngâm mình dưới bùn, băng dòng nước đục cứu trợ bà con. Sáng qua, trận lũ ống lịch sử theo con suối Hồi Giảng ập về tấn công khiến xã Tà Cạ, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tan hoang. Trận lũ đã gây ra sự tàn phá chưa từng có tại địa phương này, tạo nên sự hoang tàn trên các tuyến đường, trụ sở công quyền, trường học, nhà dân, người dân mất nhà, tài sản, hoa màu, vật nuôi bị nhấn chìm, cuốn theo dòng lũ dữ. Thiệt hại ban đầu do trận lũ quét lịch sử gây ra ước tính hơn 100 tỷ đồng. Giữa khung cảnh đau thương mất mát nơi xứ dẻo cao, heo hút Kỳ Sơn, sắc xanh màu áo bộ đội biên phòng Nghệ An những ngày này phủ kín địa bàn, ngày đêm ngâm mình trong bùn đất ứng cứu dân vùng lũ. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An thời điểm hiện tại, đơn vị đã huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4, Dân quân tự vệ, Đối biên phòng Nang Ngoi, Nậm Càn, Keng Du, Mỹ Lý, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đại đội cơ động, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động hành quân khẩn trương có mặt tại Kỳ Sơn giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét. Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An, ngay khi nhận tin đã trực tiếp chỉ huy lực lượng của Bộ đội Biên phòng tức tốc lên đường đến với địa phương này. Ngoài điều động lực lượng, Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn vận chuyển khẩn cấp khoảng 2,5 tấn hàng gồm lương khô, nước uống, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân các bản Sơn Hà, Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Cùng thời điểm, huyện Quỳnh Lưu cũng chứng kiến trận lũ lịch sử nhấn chìm nhiều làng mạc, nhà cửa, tài sản, đẩy nhiều người vào con đường phá sản. Báo cáo từ chính quyền địa phương đến thời điểm hiện tại, huyện Quỳnh Lưu có 6.811 hộ dân bị ngập nước với 678 hộ dân phải di rời. Lũ dâng nhanh hàng nghìn hecta lúa mùa của nông dân các xã Quỳnh Châu, Tân Sơn, Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn, 1.333 hecta ngô, rau màu các loại ở các xã Quỳnh Lương, Quỳnh Yên, Quỳnh Bảng, Quỳnh Giang, Quỳnh Thanh đổ rạp trong nước, 950 hecta nuôi thủy sản thiệt hại. 5.978 gia súc gia cầm bị chết, 4.255 tấn muối trong kho của diêm dân bị chôn vùi trong biển nước. Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu ngay từ lúc lũ đổ bộ địa phương đã chỉ đạo 100% quân số ra quân ứng cứu, 60 cán bộ chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ ăn xương nằm gió, dầm mình giữa dòng nước đục ngầu chảy xiết cùng với 168 cán bộ chiến sĩ công an các xã quần thảo ngày đêm ở các địa bàn ngập lụt. Nhiều người dân đã được di tản đến nơi an toàn, lắm tài sản của bà con đã được lực lượng này giải cứu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.